Vâng, xin chào các bạn nhé. Vâng, đây là một ngôi nhà và đang chuẩn bị đổ dầm các bạn. Đổ bê tông dầm. Đấy, đây đã làm khung hết rồi. Đấy. Đây là đế, đế là cột. Đấy. Hộp dầm. Đấy, đổ sớm không mà đi sớm ấy. Nay chỉ chia việc chỉ việc đổ thôi nhỉ. Hố công móng. Đang chuẩn bị đổ các bạn. Chiều nay là đổ. Đấy. Đây là phòng vệ sinh. Này cái ụ nó to, mình phải đặt cái ống trước không, sau này nó
Bê tông nó dày quá, làm rất là khổ. Đấy, chú xem nào, chú làm cho nó lúc nào đỡ phải moi ra, nó mệt lắm. Mình đặt trước đi. Đặt trước, không bê tông nó dày. Vâng. Năm ngoái có cái nhà nó vội, chả để ý đến, nó đổ tràn hết lên, lúc sau đục đục mất. Thì cứng ấy, ngay đi mình cũng tẩy được cái rãnh. Nuôi nó cứng khó lắm. Phòng vệ sinh này, cầu thang chỗ này, bếp bên kia. Đây, bếp là bên cả đây chứ hả? Dạ. Bếp là cả khoang bếp đấy. Vâng. Cửa sinh này đóng cửa phát là sạch mà. Ừ. Nó cứ như kia là cái chỗ để rửa đấy thứ hả? Rửa bên ấy á? Ừ, có chắc là cái chỗ này để chống cái gì? Để chống cái gì? Vâng vâng vâng, chỗ này để chống. Chắc nằm mé bên này. Này phải lên nhà ấy. Phải định hình cho chú trước không? Cái hành lang sau này sẽ nằm bên này đúng không? Cầu thang á? Cái hành lang. Vâng, bên này, bên này. Ừ. Được rồi, thế nào hiểu rồi. Này, lắp nhiều biết đấy. Cháu chưa lắp bao giờ chịu. Cửa thang đa số ai làm bên tay trái không? Tính từ thì mình đi vào nhà ấy, chắc bên tay trái hết. Muốn làm thế này. Vâng. Đấy, ở đấy có ổ điện mà. Đấy, chú kéo vào trong này là dây còn dài thoải mái. À, đây, đây.